Điện Kremlin tuyên bố chuyến đi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington hôm 21 tháng 12 sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp và rằng Nga không thấy có cơ hội hòa đàm nào với Kiev. Trong cuộc điện đàm với báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ đào sâu thêm cuộc xung đột có thể gây tác dụng ngược cho Kiev. Việc cung cấp vũ khí vẫn tiếp tục và phạm vi cung cấp vũ khí đang mở rộng. Tất nhiên, tất cả những điều này dẫn đến sự trầm trọng thêm của cuộc xung đột. Điều này không tốt cho Ukraine. Tổng thống Ukraine gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ hôm 21 tháng 12 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Moscow xua hàng chục nghìn quân vào Ukraine hôm 24 tháng 2 năm nay. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine công du Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 21 tháng 12 loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 1,85 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot, một phần của gói hỗ trợ quân sự mới nhất dành cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 12 tuyên bố tổn thất trên chiến trường ở Ukraina là thảm kịch chung và rằng ông vẫn xem người dân Ukraina là dân tộc anh em, bất chấp điều mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Ông Putin nói kẻ thù của Nga muốn thấy nước Nga tan rã và lặp lại khẳng định rằng Nga buộc phải tiến hành hành động quân sự ở Ukraina vì điều mà ông gọi là những hành động khiêu khích của phương Tây, một quan điểm mà Kiev và phương Tây nói là không đúng sự thật. Ông Putin nói Nga có thể đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mà không gây tổn hại cho nền kinh tế bằng cách quân sự hóa kinh tế. Tại hội nghị cuối năm của các quan chức quân sự hàng đầu của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đề xuất tăng cường các lực lượng vũ trang từ 1,15 triệu binh sĩ lên 1,5 triệu để đảm bảo giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quân sự của Nga. Ông Shoigu nói với ông Putin tại sự kiện được truyền hình, Ông Shoigu cũng đề nghị tăng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Nga để bao gồm các công dân Nga cho độ tuổi từ 21 đến 30. Theo hệ thống hiện tại, người Nga cho độ tuổi từ 18 đến 27 có thể bị gọi nhập ngũ bắt buộc. Tổng thống Putin tán thành kế hoạch tăng quy mô lực lượng vũ trang lên hơn 30% khi ông nói rằng Moscow cần giúp kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà nước này đã mắc phải ở Ukraine. Ông Putin cũng hứa Nga sẽ cải thiện lực lượng quân sự của mình một cách đều đạn và bình tĩnh mà không làm suy giảm chất lượng dịch vụ xã hội cho người dân Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói các lực lượng Nga đang tích cực phá hủy tiềm năng quân sự của Ukraine, đồng thời cáo buộc phương Tây đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột ở nước này. Vẫn theo lời ông Shoigu, đợt động viên gần đây gọi 300.000 quân nhân trừ bị cho lực lượng vũ trang là một thử thách nghiêm trọng đối với đất nước và quân đội nhưng đã tăng cường khả năng chiến đấu của Nga. Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại về sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc và đang hỗ trợ chính phủ tập trung nỗ lực tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất trên cả nước. Người đầu về Kepado cho biết ngày 21 tháng 12. Số ca Covid gần đây đã tăng đột biến ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và các dự báo cho thấy Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với sự bùng nổ các ca bệnh và hơn một triệu ca tử vong vào năm tới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. WHO rất lo ngại về tình hình đang diễn biến ở Trung Quốc, với các báo cáo ngày càng tăng về các ca bệnh nặng. Ông Tedros cho biết WHO cần thông tin chi tiết hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh, số ca nhập viện và yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị chăm sóc đặc biệt để đánh giá toàn diện về tình hình. Bình luận này được đưa ra trong lúc chính phủ Đức xác nhận đã gửi lô vaccine BioNTech đầu tiên tới Trung Quốc để sơ khởi được sử dụng cho các công dân Đức ở nước này. Berlin gửi lô vaccine COVID đầu tiên của hãng BioNTech đến Trung Quốc để sơ khởi dùng cho những người Đức xa xứ một phát ngôn viên của chính phủ Đức loan báo ngày 21 tháng 12. Đây là vaccine nước ngoài đầu tiên được chuyển đến Trung Quốc. Theo con số chính thức, có khoảng 20.000 công dân Đức hiện đang ở Trung Quốc. Chuyến hàng này được chuyển đi sau khi Trung Quốc đồng ý cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được tiêm vaccine này sau một thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf tới Bắc Kinh vào tháng trước với việc nhà lãnh đạo Đức thúc ép Bắc Kinh để cho vaccine ngoại được cung cấp miễn phí cho cả người dân Trung Quốc. Phòng ngôn viên chính phủ Đức Stefan Heiberstreit nói với các nhà báo ở Berlin. Tôi có thể xác nhận một lô hàng vaccine BioNTech đang trên đường đến Trung Quốc. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng ngoài công dân Đức, người ngoài quốc hay người sống ở nước ngoài cũng có thể được hưởng lợi từ điều này. Ông Haber Street nói và cho biết đổi lại công dân Trung Quốc ở châu Âu có thể được tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc. Bình luận này được đưa ra sau một báo cáo hồi đầu tháng rằng Bộ Y tế Đức đã cấp phép cho nhập khẩu vaccine Sinovac COVID-19 của Trung Quốc vào Đức để cung cấp cho công dân Trung Quốc. Vaccine Trung Quốc chưa được cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu cho phép sử dụng nhưng được Tổ chức Y tế Thế giới bật đèn xanh. Bắc Kinh cho đến nay vẫn khăng khăng chỉ sử dụng vaccine sản xuất trong nước, vốn không dựa trên công nghệ mRNA của phương Tây mà dựa trên các công nghệ truyền thống chuyến vaccine của Đức được đưa sang Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang dỡ bỏ phong tỏa nghiêm ngặt Zero Covid, dẫn đến sự gia tăng số ca nhiễm khiến hệ thống y tế mong manh không được chuẩn bị để đối phó. Các chuyên gia dự đoán đất nước 1,4 tỷ dân này có thể phải đối mặt với hơn 1 triệu ca tử vong do Covid vào năm tới. Cho phép người Đức ở nước ngoài tiếp cận với vaccine phương Tây là một cử chỉ lớn đối với Berlin, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ với nền kinh tế lớn nhất EU sau nhiều năm căng thẳng về thương mại và khí hậu giữa hai nước. Biontech không bình luận về tin này. Trung Quốc có 9 loại vaccine COVID được phát triển trong nước được phép sử dụng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng không có loại nào được cập nhật để nhắm mục tiêu và biến thể Omicron lây nhiễm cao như Pfizer-BioNTech và Moderna vốn đã có đối với các loại vaccine cải biến được dùng ở nhiều nước phát triển. Vaccine hai mũi do Pfizer-BioNTech và Moderna phát triển được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới ngay từ đầu khi đại dịch diễn ra Ban Tech đã ký một thỏa thuận với hãng dược shanghai fusun nhằm cung cấp vaccine cho trung quốc rộng lớn hơn mặc dù vaccine này có mặt ở hồng kông macau và đài loan nhưng trung quốc đại lục vẫn chưa trung quyết quy định cho dùng Ban Tech đã nói rằng quyết định đó tùy thuộc vào các cơ quan quản lý trung quốc và không đưa ra lý do của sự trì hoãn Chính sách Zero Covid và các biện pháp phong tỏa của Trung Quốc giữ cho tỷ lệ tử vong và lây nhiễm ở mức tối thiểu trong những tháng qua, nhưng lại gây ra sự gián đoạn lớn cả trong nước và chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng một định nghĩa hẹp về số ca tử vong do Covid và báo cáo không có trường hợp tử vong mới nào vào ngày 20 tháng 12. Từ đầu đại dịch tới nay, Trung Quốc báo cáo có 5.241 ca tử vong, nghĩa là một phần rất nhỏ so với số ca tử vong của nhiều quốc gia ít dân cư hơn nhiều. Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 20 tháng 12 nói chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp ở những bệnh nhân nhiễm virus mới được phân loại là tử vong do Covid. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các tiểu bang trên toàn quốc theo dõi chặt chẽ bất kỳ biến thể mới nào của virus corona, viện dẫn sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới. Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandavija họp với các quan chức chính phủ cấp cao hôm 21 tháng 12 để thảo luận về vấn đề này. Tất cả những người có mặt đều đeo khẩu trang, một thông lệ không bắt buộc ở hầu hết các vùng của đất nước trong vài tháng qua. Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm COVID sau khi dỡ bỏ hạn chế nghiêm ngặt, trong khi dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy số ca bệnh đã gia tăng ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Giới yêu trách Ấn Độ yêu cầu các tiểu bang thiết lập toàn bộ trình tự bộ gen của các mẫu ca dương tính để phát hiện kịp thời các biến thể mới hơn nếu có. Chính phủ cũng yêu cầu tất cả các bang đảm bảo rằng các mẫu của các ca dương tính được gửi đến 54 phòng thí nghiệm được chỉ định để giải trình tự gen. Một số nhà lãnh đạo phe đối lập và người dùng Twitter ở Ấn Độ kêu gọi dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Một nguồn tin chính phủ ẩn danh cho biết chưa có kế hoạch nào như vậy được đưa ra. Nhà chức trách cũng yêu cầu những người tham gia cuộc tuần hành xuyên quốc gia do Đảng Quốc đại đối lập tổ chức đảm bảo họ được tiêm phòng và tuân theo các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang. Với hơn 44 triệu ca nhiễm Covid cho đến nay, Ấn Độ có số người mắc Covid hàng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Một làn sóng thứ nhì tham khốc ở Ấn Độ, chủ yếu do biến thể Delta nguy hiểm và dễ lây lan hơn, đã tàn phá hệ thống y tế của nước này. Tuy nhiên, số ca nhiễm được xác nhận đã giảm mạnh trong vài tháng qua, với khoảng 1.200 ca được báo cáo mỗi tuần tính tới hiện nay.